Vào thập niên 70, nhà giàu Tiền Châu Ân Tế, hùng bá một phường. Trong số đàn em đắc lực của anh có hai mẹ. Anh hai tên là Dũng, người em tên là Quốc. Anh Quốc là người được chỉ định thừa kế của anh Tế. Anh Dũng rất là ganh tị. Để mua lòng của anh Tế, để giới thiệu người tình yêu thầm của mình cho anh Tế. Có một lần, anh Dũng đã vì tiền giết đi ân nhân của anh Tế. Anh Dũng bị ép trở mặt với anh Tế để cứu anh Dũng. Anh Tế giận quá, đã đuổi hai anh em này đi. Anh Quốc thấy có lỗi với anh Tế và đã xảy ra xung đột nghiêm trọng với anh Dũng. Cho nên, đã quyết định rút lui giang hồ, đi tới Mã Lục Giám để làm lại cuộc đời. Một người anh hùng thật sự, gia đình vì bạn bè, không sợ nhẫn nhục phụ trọng. Vì gia đình vì bạn bè, không sợ đổ máu ở ngoài phố. Vào thập niên 80, anh Dũng với thủ đoạn ác độc, quật khởi giang hồ, anh thề nhất định phải thủ tiêu anh Tế. Anh Tê, có nhận được cạc nơi tôi gửi cho anh không? Năm nào anh cũng có gửi cho tôi rồi. Năm xưa anh Tê đưa tôi vào nghề đó. Ở nhà tôi đã mang người ăn quê của anh. Mai mốt nếu gặp anh Tế phải đứng nghiêm chào hỏi nghe nha, biết chưa? Dạ anh Tế. Tôi có chuyện phải đi trước nha. Lúc xưa ta không vâng lời của anh Tế, anh Tế đã bắn ta một súng. Bây giờ hễ trời trở gió trở mưa thấy cùng đời, tôi vĩnh viễn sẽ nhớ mãi để canh giác mình làm người. Phát súng đó tôi có chút hơi ạ. Bắn xé một chút thì ai biết mấy.